Bốn bài học vô cùng đắt giá về già mới nhận ra. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, tuổi già là điều không ai trong chúng ta mong muốn, nhưng nó là quy luật ngàn đời của tạo hóa. Che già thì măng mọc, che già chăm cho măng, nhưng nó cũng có nhược điểm là khi quá đắm đuối thì họ tự tiêu diệt cuộc sống của mình, cuộc sống tốt đẹp hơn của một người già. Đôi khi thân phận người già phụ thuộc, bị ràng buộc, cột chặt vào một điều gì đó mà họ quên mất bản thân mình. Cho đến khi nằm trên giường bệnh và xung quanh chẳng còn ai, bạn mới nhận ra những sai lầm ở tuổi trẻ đã khiến tuổi già rơi vào cơ cực. Con người ta thường có xu hướng bỏ qua một vài điều quan trọng một cách vô thức, để rồi muộn màng hối tiếc ở cái tuổi chẳng thể làm gì được nữa. Ở độ tuổi nào, chúng ta cũng phải học hỏi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thế nhưng, trên thực tế, có những người tới tận khi có tuổi vẫn chưa nhận ra những chân lý cuộc đời và sống trong hối tiếc. Bởi vì đã bỏ qua bốn điều đắt giá dưới đây ở những năm tháng tuổi trẻ, khiến cho tuổi già tưởng được hưởng an nhàn, hạnh phúc, nào ngờ lại trở nên khốn khó. Vậy bốn điều ấy là gì? Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm và chia sẻ lại cho những thế hệ sau để họ không vấp phải những sai lầm như chúng ta, quý vị nhé! Thứ nhất, nếu sức khỏe đứng thứ hai thì không có gì đứng đầu. Thưa quý vị, khi còn trẻ, bạn thường thức khuya vì công việc và những cuộc vui. Dường như khi đó bạn hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe. Bạn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mình muốn chỉ vì mưu cầu hạnh phúc hoặc mong muốn kiếm tiền nhiều hơn. Đến khi làm việc quá sức, cơ thể bắt đầu suy nhược, bạn buộc phải đến bệnh viện thường xuyên. Lúc này, bạn sẽ thấy dù kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng không đủ để chi trả tiền chữa bệnh. Đến lúc này, bạn mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe thì đã quá muộn. Hồi trẻ, bạn sẵn sàng tham gia tất cả các cuộc vui. Tại đấy, bạn sẵn sàng ăn và uống tất cả những thứ được mời. Bạn uống đến khi chân đi không vững mới thôi. Khi nhập viện, hãy nghĩ xem, trong số những bạn nhậu, có ai quan tâm đến bạn? Như trường hợp sau đây của anh Luân, 50 tuổi, tại Tuyên Quang. Vợ chồng anh Luân đến bệnh viện K3 khám với chẩn đoán ban đầu u gan ở bệnh viện tuyến dưới. Nhưng không tin với bệnh lắm nên anh Luân quyết định xuống bệnh viện K kiểm tra lần cuối. Ở bệnh viện, sau khi được bác sĩ xem hồ sơ bệnh án từ tuyến dưới, anh Luân được bác sĩ khuyên có thể nhập viện để phẫu thuật hoặc nút mạch hóa chất. Nhưng nghe đến bệnh đã di căn, anh xin lại những kết quả xét nghiệm cũ rồi im lặng ra hành lang đứng thẫn thờ. Anh Luân dù cố gắng mạnh mẽ nhưng chỉ nghe đến hai chữ di căn. Anh biết mình chẳng còn cơ hội sống. Nếu anh điều trị, gia đình sẽ kiệt quệ vì tiền. Giờ mà bắt đầu điều trị bệnh sẽ tốn cả 100 triệu đồng, gánh nặng đè lên vai người vợ. Vợ anh tâm sự: chồng em ốm cả năm nay chẳng đi làm được gì, lúc nào anh cũng kêu mệt nhưng không đi khám bệnh, dù vợ con có bảo sao cũng từ chối mà chỉ ở nhà uống thuốc bắc. Đến gần đây đau bụng không ăn được, mọi người động viên mãi anh mới tới bệnh viện khám, ai ngờ bệnh đã ở giai đoạn cuối. Anh Luân không giấu giếm, 30 năm nay anh bị coi là bợm nhậu, bởi hầu như ngày nào anh cũng uống rượu. Vợ con can ngăn không khéo sẽ bị anh ném cái dép hoặc cái chổi vào người. Vợ anh Luân 45 tuổi nhưng chị già như người phụ nữ ngoài 50, bởi suốt mấy năm qua chị là trụ cột của gia đình mình. Anh Luân cũng đi làm nhưng được bao nhiêu anh nướng vào nhậu nhẹt hết. Vợ anh khóc: nếu không uống rượu giờ chắc chẳng khổ vì ung thư gan thế này.
Tại khu điều trị xạ trị ở bệnh viện K2, hơn một nửa bệnh nhân bị ung thư gan, ung thư thực quản đều do uống rượu lâu năm gây nên. Bác sĩ Nguyễn Thị Hương, bệnh viện K Trung ương cho biết, rượu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh ung thư ở cấp độ di truyền bằng cách ảnh hưởng đến các gen gây ung thư trong giai đoạn đầu và xúc tiến bệnh ung thư. Quý vị ạ, thứ gì mất đi có thể lấy lại được, nhưng chỉ có sức khỏe một khi đã mất thì hoàn toàn không thể quay trở lại. Bạn có thể nhiều bạn bè, nhưng khi lâm bệnh còn mấy người ở bên, bởi đa phần mọi người sợ phiền phức và liên lụy. Tỷ phú Lý Gia Thành có nói, sức khỏe giống như một con đập vậy, nếu đợi nó sắp sập rồi mới tìm cách khắc phục thì dù có tiêu tốn bao nhiêu sức lực và của cải cũng không thể cứu chữa được. Sức khỏe là một tài sản quý giá, nhưng thật đáng tiếc bệnh tật sẽ không vì bạn khỏe mạnh trẻ trung mà trốn tránh. Sức khỏe cũng không vì bạn trẻ trung khỏe mạnh mà tự động đến. Sức khỏe không tốt khiến chúng ta khó lòng tận hưởng những năm tháng thanh xuân, cũng rất khó giúp bạn tránh được mưa to gió lớn ở những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời này. Sức khỏe là một, sự nghiệp, gia đình, danh tiếng, sự giàu có là những số không đằng sau. Cuộc sống chỉ trở nên viên mãn khi thực sự ổn định và vững chắc. Cuộc sống là như vậy, nếu muốn hạnh phúc, sức khỏe cần đặt lên hàng đầu. Thứ hai, chấp nhận khó khăn như một phần của cuộc sống. Thưa quý vị, khi còn trẻ, bạn có thể thấy khó với tới những điều mình mong muốn. Bạn không có quyền quyết định việc mình làm. Bạn cần dựa vào cha mẹ và thầy cô. Không hài lòng, bạn mong muốn trưởng thành nhanh chóng. Khi đi học, bạn cảm thấy các kỳ thi quá khó và bắt đầu trốn tránh việc học. Theo thời gian, bạn luôn cho rằng việc học không đem lại giá trị nên không dành thời gian cho nó. Sau khi học xong, bạn mong muốn được làm tại các công ty lớn nhưng không ngờ rằng tìm việc lại khó đến vậy. Khi đi làm, bạn luôn phàn nàn áp lực công việc quá lớn và không tương xứng với những gì bản thân nhận được. Bạn kết luận, cuộc đời này khó sống quá. Bạn luôn cảm thấy khó khăn khi làm bất kỳ công việc gì và luôn suy nghĩ mình không thể làm được. Nhưng sau đó thì sao? Bạn vẫn vượt qua tất cả. Khó khăn luôn là một phần tất yếu trong cuộc sống và vượt qua những khó khăn là kỹ năng mà mỗi người cần có. Nếu mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, con người sẽ không thể nào phát triển. Không ít người bỏ lỡ những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Vì ngần ngại phải vượt qua những thử thách, ngần ngại đánh đổi những gì đang có để dốc sức vào những cái lợi trước mắt. Một trong những chìa khóa của thành công là không được bỏ cuộc dù hoàn cảnh có trở nên tồi tệ đến đâu chăng nữa. Vì mọi vấn đề sau cùng luôn sẽ tìm được cách giải quyết. Đây là một thông điệp quan trọng chúng ta thường được nghe thấy, nhưng lại thiếu bản lĩnh khi áp dụng vào thực tế khi khó khăn xảy ra. Khó khăn sẽ chỉ xuất hiện ở từng thời điểm, thay vì than vãn phàn nàn. Cách tốt nhất là hãy mỉm cười tự tin và chấp nhận mọi thứ. Thay vì trốn tránh nỗi đau buồn, bạn nên mạnh mẽ đối mặt với điều này thì mới có khả năng phục hồi. Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tích cực khi phải đối mặt với nghịch cảnh. Mọi người thường cho biết rằng các mối quan hệ được cải thiện, ý thức trở nên tốt hơn khi đối mặt với những khó khăn lớn. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Khó khăn sẽ còn nhiều và là một phần tất yếu của cuộc sống. Không thể nào tìm được ở đâu một cuộc sống an nhàn, mọi sự luôn theo ý mình. Một phần ý nghĩa của cuộc đời này chính là cách chúng ta sẵn sàng đương đầu, xử lý và vượt qua thách thức mỗi ngày một cách tự nhiên và vui vẻ. Đó là chân lý của cuộc sống. Thứ ba, bè thì nhiều nhưng bạn thì có bao nhiêu? Quý vị ạ, khi còn trẻ, chúng ta có suy nghĩ càng quen biết nhiều càng tốt.
Vì thế bạn không ngừng xây dựng mạng lưới các mối quan hệ. Khi ngày càng nhiều người biết đến, chúng ta cảm thấy hài lòng. Cho đến một ngày, bạn chợt nhận ra, quen biết nhiều người nhưng khi gặp khó khăn lại không có ai sẵn sàng giúp đỡ. Khi ngỏ ý muốn vay tiền vì có chuyện gấp, mấy người sẵn sàng đưa tiền cho bạn. Thực tế, chúng ta không thiếu những người bạn có thể đi chơi cùng, song người thực sự giúp đỡ liệu có ai? Bạn già cũng tựa như bạc già, đã không xài được mà để trong túi có khi mang họa. Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời này là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi. Thế nhưng để có tình bạn thực sự thì cần có những người bạn thực sự. Như thế nào gọi là một người bạn? Liệu có phải những ai ta vẫn giao du đều là bạn cả? Không đâu, số người ấy gồm cả bạn lẫn bè và phần nhiều là bè hơn là bạn. Bạn bè không phải là lối nói cho xuôi tai, cũng không phải là từ láy, từ đệm, này nọ như nhiều người tưởng, mà là từ ghép của hai chữ bạn và bè. Bạn nói đơn giản là người đồng hành cùng chia vui sẻ buồn với ta trên những chặng đường đời. Bè là những kẻ tạt ngang qua đời ta trong chốc lát rồi đường ai nấy đi mà không chút vấn vương. Có hoạn nạn mới biết bạn bè. Câu ấy không mới nhưng chẳng bao giờ cũ, chẳng bao giờ sai và cũng cho thấy một trong những đức tính nổi bật của bè. Những lúc bạn khốn đốn thì bè chẳng thấy đâu và thường viện những lý do chính đáng để không phải ra tay nghĩa hiệp với bạn mình. Bạn thân thường là bạn quen biết và gắn bó lâu năm, là người biết rõ cả tính tốt lẫn thói hư tật xấu của ta. Bạn thân là người từng chia sớt cùng ta những vui buồn sướng khổ và là người ta tin cậy được để chia sẻ những nỗi niềm. Bạn thân không hẳn là tri kỷ hoặc gần nhau về tính cách, sở thích, quan niệm. Bạn thân cũng không hẳn là người thật tốt. Có những người thật tốt với ta, có khi tốt hơn cả những bạn thân, nhưng ta vẫn không cảm thấy gần gũi thân mật, vì thế không gọi là bạn thân. Tình bạn cần có một bề dày của sự gắn bó, hiểu biết, cảm thông và tin cậy. Đến một tuổi nào đó, người ta thật khó mà có thêm được những người bạn mới, trong lúc những người bạn cũ thì cứ mất đi dần dần. Càng lớn tuổi, người ta càng cảm thấy cô đơn là vậy, và chẳng còn cách nào khác hơn là cố mà giữ lấy và yêu lấy những tình bạn cũ kỹ, hiếm hoi còn sót lại. Thời gian sẽ giúp bạn sàng lọc những mối quan hệ kém chất lượng. Tiền bạc sẽ giúp bạn nhìn thấu lòng người. Những ngã rẽ của cuộc đời sẽ giúp bạn khám phá ra những người bạn thực sự. Những người bạn tốt thực sự không phải dễ dàng có được. Khi được đồng hành cùng, bạn sẽ thấy rằng lúc vui vẻ có thể họ không ở bên. Tuy nhiên khi bạn buồn, chắc chắn họ là người đầu tiên đến với bạn. Thứ tư, sống là tận hưởng chứ không phải tích góp. Thưa quý vị, khi mua món đồ mới, thay vì dùng luôn, một vài người lại có suy nghĩ cất đi cho mới hay để dành cho con cháu sau này. Bạn có một miếng bánh rất ngon, tuy nhiên vì muốn để dành, bạn chọn cách cất đi. Sau một vài ngày, bạn phát hiện miếng bánh đã hỏng, không thể sử dụng. Bạn rất mong muốn mua nhà, bạn đã dành dụm đủ tiền để mua căn hộ mơ ước. Tuy nhiên, bạn nghĩ rằng mua nhà xong sẽ hết sạch tiền. Vì thế bạn lại quyết định đợi thêm một thời gian nữa để dành dụm thêm một chút. Kết quả, khi quyết định mua nhà, giá bất động sản đó đã tăng lên nhiều so với số tiền bạn đang có. Cuộc sống là bức tranh muôn màu sắc, sống không phải đơn thuần chỉ là tồn tại, mà là chúng ta biết tận hưởng cuộc sống như thế nào để cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa. Mỗi người đều có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Chúng ta làm việc là để đáp ứng được những yêu cầu thiết yếu của cuộc sống. Nhưng chúng ta cũng phải biết hưởng thụ những gì mà cuộc sống mang lại. Đừng chỉ mãi theo đuổi công việc
mà quên đi những giá trị đời sống tinh thần tốt đẹp, dần dần cách nhìn của chúng ta sẽ trở nên hạn hẹp. Cũng đừng nên dồn hết tâm trí, sức lực vào công việc để kiếm tiền. Nếu chỉ mãi kiếm tiền, chúng ta sẽ đánh mất đi các mối quan hệ tốt đẹp vốn có. Chúng ta sẽ không còn thời gian quan tâm đến gia đình, người thân và bạn bè, thậm chí không thể nghỉ ngơi thư giãn. Điều đó làm tâm trạng của chúng ta dễ bị căng thẳng, kích động, ảnh hưởng đến công việc. Áp lực công việc lấn áp cuộc sống quá nhiều chỉ làm tăng thêm sự lo lắng, căng thẳng trong bạn mà thôi. Cuộc sống là một hành trình dài, vì vậy chúng ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi để tiếp thêm năng lượng. Thời gian không ngừng trôi, mỗi phút qua đi, giá trị những gì bạn đang có lại càng giảm. Vì thế, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại và đừng cố gắng giữ và kéo dài hạnh phúc của mình. Vì sau khi thời gian trôi đi, có thể bạn sẽ không bao giờ tìm được cảm giác đó. Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này là miễn phí, và việc tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống sẽ giúp bạn cảm thấy thực sự đáng sống. Chẳng hạn như việc ngắm nhìn thiên nhiên, dành thời gian bên những người bạn yêu thương và có được niềm vui sẽ giúp bạn nhận ra rằng những nhu cầu khác chỉ là ảo giác mà thôi. Hãy tận hưởng những giây phút quý giá đó của ngày hôm nay, vì biết đâu ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi trong chốc lát. Hãy tận hưởng khoảng thời gian hiện tại và những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta đều là duy nhất và mỗi một người trong chúng ta đều rất tuyệt vời. Đừng để điều này trở thành điều khiến bạn phải hối tiếc. Hãy tự tin vào bản thân, tin vào ước mơ của mình và hãy luôn nhớ rằng bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Đừng để ai đánh giá bản thân, bạn mới là giám khảo của cuộc đời mình. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuổi sắp già, nếu gặp khó khăn bế tắc, nhớ kỹ 5 điều này. Quý vị thân mến, con người ta cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi, bôn ba. Dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Con người ta cả một đời đều đang tàn tiện tích góp, dành dụm. Sau cùng, dù cho rẻ xẻn bao nhiêu tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Con người ta cả một đời đều đang chịu đựng, nhường nhịn, sợ hãi. Nhưng dù cho cẩn thận thế nào, ta vẫn đắc tội với không ít người. Cho nên, một đời chúng ta đều phải học, phải cảm ngộ. Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn mà bản thân thì lại rất bé nhỏ. Không phải điều gì mình cũng biết hết, hiểu hết. Thế nhưng có 5 sự thật sau đây, tuổi 50 càng biết sớm, càng hiểu rõ thì nửa đời sau mới an nhàn hạnh phúc được. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây quý vị nhé. Thứ nhất, chính ta là người tạo ra hạnh phúc. Hãy thử một lần ngồi lặng yên, tạm dừng mọi lo toan, muộn phiền trong cuộc sống. Bạn hãy ngắm nhìn cây cối trước hiên nhà, ngắm nhìn những đứa cháu đang ngủ hay đang chơi đùa hồn nhiên trước mắt. Và rồi bạn lặng lẽ quan sát thứ cảm xúc đang chảy tràn trong bạn. Tôi tin chắc khi đó, chúng ta đang cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đơn giản là vậy đó. Nhưng càng trưởng thành rồi, già đi, chúng ta càng quên mất cách để hạnh phúc mà không cần lý do. Chúng ta ngày càng đi lạc khỏi hạnh phúc vốn có sẵn nơi chính mình. Chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Chúng ta tìm kiếm thứ hạnh phúc từ bên ngoài, mà điều bế tắc là mọi thứ bên ngoài hay bất cứ con người nào rồi cũng đổi thay. Chính vì thế, thứ hạnh phúc của chúng ta cứ bấp bênh, cứ lệ thuộc, cứ lên xuống, cứ dính mắc. Cho nên, dù đã đi nửa đời người, chúng ta vẫn chỉ thấy đau khổ nhiều hơn những khoảnh khắc thực sự hạnh phúc. Bởi mọi thứ ở giây phút này đã khác xa giây phút trước.
Kỳ thực, trên đời này phụ thuộc và trông chờ vào những thứ người khác mang đến chưa bao giờ là sự lựa chọn thông minh. Nếu bạn không biết mang lại hạnh phúc cho mình, thì ai có thể mang lại hạnh phúc cho bạn? Giả như nếu có thì đó chỉ là những niềm vui ngắn hạn, bởi cuộc đời là một chuỗi biến động vô thường. Nếu bạn chỉ trông cậy vào những niềm vui có thể đưa cảm xúc của bạn lên các cung bậc tích cực, vui vẻ, hân hoan, thích thú, sung sướng, thì hãy nhớ rằng vui nào rồi cũng tàn và bạn vẫn phải trở về với chính mình. Chỉ có cách duy nhất để có được hạnh phúc vững bền, đó là chính ta là người tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Mà con đường đi đúng đắn nhất là phải đi ngược vào trong để tìm lại bình an, tìm lại niềm vui sống và niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Và còn hơn như vậy nữa là tìm kiếm sự mãn nguyện trong cuộc sống. Làm được điều này tức là bạn đã đạt đến khả năng hạnh phúc tự thân. Mọi thứ hay mọi người xung quanh chúng ta sẽ được hưởng lợi từ khả năng hạnh phúc tự thân này. Bởi hơn ai hết, chúng ta đều hiểu rằng mình không bao giờ cạn nguồn vui và hạnh phúc. Lúc đó, chúng ta bắt đầu lan tỏa, và càng lan tỏa thì niềm vui hạnh phúc lẫn tình yêu càng được nuôi dưỡng vun đầy bên trong chính mình. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù hành trình cuộc đời trải qua vô số chông gai, bạn cũng cần cố gắng giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực. Đừng để những bất ổn lo lắng trong tâm trí bạn trở thành gánh nặng cho bản thân và mọi người xung quanh. Có những ngày tươi đẹp giúp bạn hiểu hơn giá trị của hạnh phúc. Những ngày khó khăn lại cho bạn biết thích nghi với những gì đang có. Sau khi chúng ta có được khả năng hạnh phúc tự thân, có thể tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình, thì tuổi già an nhiên, nhẹ nhõm sẽ là một phần thưởng tất yếu mà bạn không cần mong cầu, không cần chờ đợi. Thứ hai, có thể không giàu có nhưng nhất định phải vui vẻ. Cuộc sống sẽ không vì những lời oán trách của bạn mà thay đổi. Đời người sẽ không bởi bạn phiền muộn mà đổi khác. Dù bạn oán trách hay không, cuộc sống vẫn sẽ y như vậy. Dù bạn có buồn hay không, thì đời người vẫn y như thế. Oán trách nhiều, người buồn phiền vẫn là bản thân bạn. Thương cảm nhiều, khổ não vẫn là chính bạn mà thôi. Bạn khóc, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà chảy nước mắt vì bạn. Bạn khổ, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà thêm phiền não. Đi qua nửa đời người, bạn sẽ nhận ra một chân lý, cuộc đời nào có chuyện gì cũng được như ý muốn. Trong công việc, đâu có chuyện vạn sự đều viên mãn, mọi việc đều không chút tiếc nuối. Nếu đã như vậy, sao ta lại không mỉm cười? Nếu đã như vậy, hà tất cứ phải phiền muộn lo âu? Sống ở đời vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Vậy sao chúng ta không vui sống cho đến cuối cuộc đời này? Vậy nên bạn ạ, sau tuổi 50 đừng làm khó bản thân. Một người long đong khổ sở sống ở thế gian này, đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh mà lưu luyến không thôi, cũng không cần phiền não với từng áng mây thoáng qua. Hãy sống vì bản thân, dù cuộc sống cho ta điều gì, dù cuộc sống có thể không giàu có, nhưng cứ thản nhiên vui vẻ đón nhận mọi điều, đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác. Hãy là chính bản thân mình, đi tốt con đường mà mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Với những gì bản thân không với tới được, không cần phải mong muốn thái quá, hãy để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lòng mệt mỏi rồi, hãy nghe vài bản nhạc hay. Trong lòng có chuyện sầu não, hãy thổ lộ với người bạn yêu thương. Mệt mỏi rồi, hãy pha cho mình một ấm trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt và nghỉ ngơi. Có những lúc buồn phiền, tìm kiếm niềm vui, đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rồi, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi, hãy ngừng tay lại, chớ để đánh mất niềm vui. Ngoảnh đi ngoảnh lại,
đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, bôn ba cũng được, lăn lộn cũng được, đều chỉ là nháy mắt. Không chỉ trích, không oán trách, cho bản thân mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan, hòa bình, không cưỡng cầu, không mong mỏi thái quá, cho bản thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh, không so đo, không tính toán, giữ lại một phần tình cảm chân thành nhất trong tâm, không hâm mộ vầng hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh, cất những bước chân tự tin, kiên định với sự lựa chọn của riêng mình. Hãy lấy tâm thái lạc quan mà sống tuổi già tốt đẹp nhất của mình, quý vị nhé. Thứ ba, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Tuổi trung niên là một thách thức mới của cuộc đời. Một nhà văn từng nói rằng không phải tuổi trung niên của ai cũng suôn sẻ. Có người tuổi trung niên với họ chính là một thảm họa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy. Bạn phải vượt qua chính mình, vượt qua những khó khăn mới có thể tiến xa hơn. Nếu không, bạn cứ mãi dậm chân tại chỗ, than khóc vì cuộc đời. Bởi mỗi ngày, cuộc sống của chúng ta đều thay đổi không ngừng. Điều này buộc chúng ta phải thay đổi để thích nghi. Một số thay đổi trong cuộc sống khiến bạn vui mừng, nhưng cũng một số thay đổi khác khiến bạn ngần ngại. Đặc biệt tâm lý thường thấy khi ở độ tuổi 50 là ngại thay đổi, không dám thay đổi và sợ thất bại. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân một câu hỏi trung thực rằng phải chăng chúng ta thường giới hạn bản thân trước những cơ hội trải nghiệm và thậm chí là từ bỏ giấc mơ nhất định vì chúng ta đang quá quen với cuộc sống ổn định hiện tại? Không có sức mạnh nào khác mạnh hơn sức mạnh ý chí. Có ý chí, bạn sẽ có đủ dũng khí và năng lượng để vượt qua trở ngại và thử thách. Cuộc sống luôn thay đổi và bạn cũng vậy. Vì vậy, đừng sợ phải bắt đầu lại vì đó là cơ hội để bạn có thể xây dựng một thứ tuyệt vời hơn. Cột mốc 50 là điều chính xác để xác định chín chắn các mục tiêu của cuộc đời bạn. Bạn biết mình là ai, bản thân muốn gì và hoàn thiện kế hoạch để có được nó. Ở tuổi này, khi muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn không nhất thiết phải làm những điều vĩ đại ngay từ đầu. Thông thường, bạn cần thay đổi từng chút một. Những thay đổi nhỏ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Ví dụ, nếu một trong những mục tiêu của bạn là khỏe mạnh hơn, bạn cần phải thay đổi chế độ ăn uống, vận động của mình. Hãy nhớ rằng các yếu tố như tuổi tác, thời gian hoặc thậm chí là kinh nghiệm không thể cản trở khao khát theo đuổi ước mơ, mục tiêu của bạn. Cuộc sống tuổi già sau này của bạn sẽ có ý nghĩa khi ngay từ bây giờ bạn không ngừng cố gắng dám thay đổi để vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Thứ tư, cuộc sống này không có gì là mãi mãi. Không ai trong chúng ta sống suốt đời mà không mất người mình yêu, người mình cần hay điều gì đó mà vốn nghĩ nó là của mình. Càng già đi, chúng ta lại càng nhận rõ hơn cuộc sống này không có gì là mãi mãi. Hãy trân trọng những cái bạn có, những người yêu thương, quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết họ có ý nghĩa với mình như thế nào cho đến ngày họ không còn ở bên bạn nữa. Khi càng nhận thức được cuộc sống này là hữu hạn, bạn sẽ thấy thế giới tuyệt vời nhất chính là thế giới mà bạn đang sống. Mặt trời tỏa sáng, trái đất sinh ra sự sống, những giọt mưa giúp vạn vật sinh sôi. Mọi thứ đều đang diễn ra, tất cả mọi thứ ở hiện tại, khoảnh khắc này sẽ trôi qua trước cái chớp mắt. Cho nên, ở tuổi 50, hãy nhận ra và trân trọng từng phút giây. Vì một khi trôi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại được. Hãy ngừng chờ đợi, chúng ta dành cả cuộc đời để chờ đợi một điều gì đó. Chúng ta đợi có thời gian, đợi con cái trưởng thành, đợi một khoảnh khắc thích hợp. Chúng ta hy vọng và chờ đợi, nhưng đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống ở ngay ngoài kia, thời gian vẫn trôi. Đừng chờ đợi nữa, vì thời gian chẳng chờ đợi bạn bao giờ. Thứ năm, có những người bạn ít giao du thì cuộc sống của bạn
càng tốt lên. Có một câu chuyện như thế này. Một hôm hai người bạn đang đi trong rừng thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây để nấp. Người còn lại không chạy kịp, phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh đành nằm xuống nín thở, giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi mặt anh ta, nhưng anh vẫn cố nín thở, giả vờ chết. Con gấu ngửi mãi, nghĩ là anh này đã chết nên đã bỏ đi. Khi con gấu đã đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn: "Con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy?" Gấu bảo tớ là không bao giờ nên tin tưởng vào người đã bỏ bạn lại một mình trong lúc nguy cấp. Danh ngôn có câu: một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba. Quả thật, tình bạn luôn là một điều kỳ diệu. Một người bạn tốt còn quan trọng hơn cả một người thầy tốt, bởi đó sẽ là người cùng bạn sẻ chia buồn vui, đồng cam cộng khổ, là người sẽ cùng bạn trải qua những quãng đường đầy gian nan và vất vả. Tình bạn chân chính không phải là khoa trương, mà chính là bàn tay nắm giữ bạn vào thời điểm quan trọng. Nhưng thực tế, có những người vây quanh bạn cả ngày, khiến bạn vui vẻ một chút, chưa chắc đã là những người bạn thực sự đâu. Những người tưởng như ở xa, nhưng thực ra luôn để ý đến bạn, không xu nịnh khi bạn vui. Những người âm thầm lo lắng và quan tâm đến bạn khi bạn cần mới là những người bạn thực sự. Cho nên, tuổi 50 không phải là độ tuổi để bạn tốn thời gian chạy theo những mối quan hệ xã giao, bạn bè, mà đây chính là lúc bạn đủ sâu sắc, đủ từng trải để nhận ra những ai là bạn bè thực sự của bạn. Đừng trở thành giờ nghỉ, thời gian rảnh hoặc đôi khi của ai đó. Nếu họ không thể có mặt vì bạn toàn bộ thời gian, nhất là khi bạn cần họ nhất, thì họ không xứng đáng với thời gian của bạn. Quý vị ạ, bạn nghĩ mình sẽ chào đón tuổi 50 của mình như thế nào? Đó sẽ là một ngày buồn chán vì bạn nhận ra mình chẳng còn trẻ hay là hào hứng với những dự định mới. Đừng lấy tuổi tác để làm cột mốc đánh dấu sự kết thúc tuổi trẻ của mình. Thay vì trốn tránh và ủ rũ, tại sao bạn không đón nhận nó, đối mặt với nó và tạo ra những thử thách mới cho bản thân? Tuổi 50 không có nghĩa là thời thanh xuân đã kết thúc. Đó chỉ đơn giản là khi bạn trưởng thành hơn và tham gia vào một quá trình mới. Hành trình này có thể bước tiếp về phía trước nhưng không thể quay lại dù chỉ là một giây. Bởi vì không có cách quay trở lại nên mỗi phút giây trong hiện tại đều là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta. Ai cũng thế, không có cách quay trở lại nên chúng ta càng thấu hiểu năm sự thật mà Vạn Điều Ý Nghĩa chia sẻ ngày hôm nay để vững vàng đón nhận một tuổi già an nhiên, hạnh phúc, quý vị nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nhà Có Khách. Mi băn khoăn, cảm giác có ánh mắt nhìn mình trong khu vườn vào buổi sáng 28 Tết. Cánh cổng sắt khóa chắc chắn, hàng rào cúc nhật khít chặt tựa vào những khung sắt B40 như bức tường dày ngăn cô với thế giới bên ngoài. Xót lại dưới sân, những cánh hoa ngọc lan trắng loang loang thơm. Chỉ có Mi với cây cối và ngôi nhà thuê được 2 năm. Ngoài đường, nhà rửa ô tô, xe máy đang Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Đi quanh khu vườn, những chiếc bàn gỗ nhỏ đã xếp gọn vào góc sân, 20 chiếc ghế nhỏ chồng lên nhau. Hàng ngày, Mi bán cà phê, đồ ăn sáng đến 1 giờ chiều rồi nghỉ. Từ 14 giờ, cô làm ở nhà sách tư nhân đến 22 giờ. 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Văn hóa khoa thư viện, nhưng Mi chọn cách đi làm khiến mình vui. Vui mỗi buổi sáng khi hương cà phê bay loang trong gió, mùi bánh nướng quyến rũ và những người khách quen lặng lẽ đọc sách dưới tán cây muồng vàng hay ngọc lan.
My mê đọc sách, cô mua sách các loại về bày kín hai giá gỗ. Khách đến uống cà phê thoải mái chọn, đọc tại chỗ, mượn về hay mua lại thoải mái. Ánh mắt vô hình vẫn dõi theo My trong không gian từ ngôi nhà một tầng, một bếp lớn, một phòng ngủ, một phòng làm việc và khoảng sân khoảng 60 mét. Giá thuê mỗi tháng 8 triệu vì ông bà chủ nếu không cho My thuê cũng khóa cửa. Họ cần người yêu ngôi nhà và khu vườn hơn cần tiền. Em chuẩn bị đồ xong chưa? Nhớ ghi ra giấy những gì cần mua, không lại quên. Nhất là thuốc và lọ xịt chống côn trùng đốt. Mình sẽ đi rừng nguyên ngày đấy. Anh ơi, lạ lắm. Em thấy có ai nhìn em từ lúc em ra sân tới giờ mà cửa vẫn khóa. Tìm khắp không thấy chàng tám mối nào đột nhập. Ôi thế à, đêm qua về liệu có ai lẻn sau lưng em vào nhà không? Em nói làm anh lo đấy. Có bác hàng xóm đặt 20 chiếc bánh sừng bò, giao xong em về khóa cửa luôn anh ạ. Đợi anh đến xem sao, chắc phải trèo lên mái nhà. My vội nhìn lên nóc nhà, nhà mái ngói kiểu ba gian, nắng tưng bừng trên màu đỏ lem nhem vỡ của những viên ngói cũ lẫn trong đám rêu xanh và vẩy nến. My và Văn yêu nhau hơn 2 năm. Văn làm luật sư cho một văn phòng luật. Họ chuẩn bị đi Phú Quốc 10 ngày Tết, chuyến đi xa dài ngày đầu tiên trước khi làm đám cưới vào cuối mùa xuân năm mới. Wow! Một tiếng kêu thất thanh vang lên làm My loạng choạng suýt ngã. Một con mèo đen tuyền to dài nhảy ra khi My đi sát bụi hồng leo. Hoảng hốt quay lại, con mèo ngồi ngay ngắn sau cú nhảy từ những gốc hồng ra nhìn My đăm đăm. Có lẽ ánh mắt này là của nó từ sáng tới giờ nhìn cô từ góc không thể kín hơn. My đứng im vài phút rồi đến gần nó. Nó cũng tiến về phía My thay vì bỏ chạy. Con mèo đen đang chừa, bụng nó phành ra hai bên chịu nặng sát đất. Đến bên chân My, nó rụi đầu như quen thân nhau từ lâu. My vừa ngồi xuống, mèo đen liền đứng bằng hai chân sau, hai chân trước đặt lên đùi My. Nó giấu đi những móng sắc, chỉ dùng phần thịt mềm giữa những ngón chân để giữ lấy My. My ôm nó lên nặng trĩu, tay cô luống cuống vì cảm nhận những con mèo con đang cựa quậy. Đặt mèo đen xuống đất nhẹ nhàng, My thì thầm. Mày sắp đẻ rồi, để tao kiếm cho mày cái gì nằm cho êm nhé. Nó lặng lẽ đi theo My vào nhà, có giỏ mây đựng trái cây, cô bỏ hết ra. Mang ra gốc cây muồng đặt xuống, mèo đen nhảy vào nằm luôn như một lời cảm ơn. Mặt nó tròn như quay bằng con ba, lông mượt, mắt một xanh một xám. Một con mèo không thể đẹp hơn, My nghĩ thế khi đi lấy sữa pha cho nó. Mình còn 2 ngày để đưa con mèo này về với chủ của nó. Văn nói khi nhìn mèo đen nằm ngủ mệt mỏi, cái bụng phập phồng. Phải tìm ngay bây giờ. Em sợ nó sắp đẻ, mèo thì em nuôi được, mèo đẻ thì không biết phải làm sao. My thở hắt, có nhiều đồ mình chưa mua cho chuyến đi. Văn nói, em đi bên phải, anh đi bên trái, hỏi từng nhà, chắc quanh đây thôi. Văn quay đi, với họ, thời gian bây giờ tính từng tiếng. Sáng 30, cả đoàn bay đi Phú Quốc, một chuyến đi được lên lịch chi tiết từ đầu năm cho cả nhóm bạn thân. Cũng là để chia vui với My, Văn trước đám cưới. Mấy nhà hàng xóm gần hai bên không nuôi mèo, đầu ngõ có vài nhà nuôi chó. Sáng sớm hoặc đêm khuya, họ hay thả ra ngõ cho chúng tự do vệ sinh, xong gọi về. Nhà bác Túc nuôi một con chó cảnh, thỉnh thoảng ôm theo đến uống cà phê của My. Nghĩ mãi, hình như không có ai nuôi mèo ở hẻm này. Mèo thường quanh quẩn trong nhà, mình cứ hỏi cho chắc ăn em ạ. Văn nói, ngồi lên xe đạp, đạp chậm chậm dọc ngõ, đến các cửa nhà, Văn dừng lại cười cầu tài. Nhà bác có mất con mèo đen tuyền, mặt xinh đang chửa to không? Nó đang lạc sang nhà cháu. Những nụ cười lịch sự kèm theo cái lắc đầu hoặc câu trả lời gọn gàng. Bác không nuôi mèo, nếu nuôi mà nó đi mất, bác sẽ đi tìm ngay. My đi bộ. Trước khi đi,
cô ôm con mèo đặt lên cái ghế thấp. Trong ánh nắng rực rỡ cuối đông hanh hao, dùng chế độ chân dung, cô bấm liền mấy kiểu, không quên chụp toàn thân nó. Đến các nhà, My ngó vào. Cô ơi, cháu My cà phê đây ạ. Nhà cô có bị mất con mèo đen không? Nó đang ở nhà cháu. Không My ơi, cô dị ứng lông mèo mà cũng ghét mèo, nó hay cào bậy lắm. Chú ơi, nhà chú có mất con mèo đen không? Nó đang lạc sang nhà cháu. Một con chó béc dê phi từ trong ra, hừng hực ôm hai chân trước vào cánh cổng sắt như muốn phá tung để ngoạ My. Cô giật mình lùi lại, bên trong một chú béo ú cười tươi đi ra. Cả nhà chú tuổi chó mèo không ở cùng nhau được cô gái ạ. Cứ thế, Văn một hướng, My một hướng, mấy tiếng sau khát nước và đói, họ cùng về. Cả hẻm này lẫn hai ngõ bên cạnh không ai bị mất con mèo. Văn nướng bánh pha trà, My đưa ảnh mèo xinh lên Facebook hỏi xem ai mất em mèo đen mặt rất xinh và bụng mang bầu này không. Trong vòng 30 phút, gần 200 người khen mèo mắt đẹp, hỏi thăm mèo chừa khó tính không, những kinh nghiệm nuôi mèo đẻ, đặc tính của mèo ta khác mèo Tây. Giờ chuột nhiều, nhà nào cũng cần có một con mèo. Hôm sau, số người quan tâm thả tim tăng gấp 3, nhưng không có ai nhắn mèo của tôi đấy, tôi đến đón nó đây, cảm ơn cô đã chăm sóc. Còn duy nhất ngày 29 Tết để giải quyết số phận mèo đen. Mèo được uống sữa, ăn cơm 3T nên khỏe hơn, nhảy ra khỏi cái giỏ mây, đi theo My khắp nơi. Nó rụi đầu vào chân cô đầy biết ơn. My để đồ ăn trên bàn, mèo đen ngồi nhìn như lính canh, không ăn vụng. My nói gì, mèo đen hiểu như thể cô nuôi nó từ rất lâu. Mới hai hôm có mèo ở cùng, cô tự nhiên nói chuyện luôn mồm. Tao đang đun nước sôi, cấm nhảy vào bỏng đấy. Bánh này nướng cho khách, mày đừng thò vào. Mất mẻ bánh, tao không còn thời gian làm lại đâu. Mày bụng chừa thế kia, tao chắc có 4 con, trèo leo vừa thôi, nhảy như con điên ấy. Các bạn gọi hỏi thăm, tìm được chủ con mèo chưa? My nói chưa, mà nó có vẻ đau đẻ. Thấy hay lăn ra đất quằn quại, rụi lưng xuống mảnh đất gốc cây muồng. Mọi người lo lắng, phải giải quyết con mèo sớm mà bay vào Phú Quốc chứ. Không vì chuyện này mà bỏ đâu đấy, mày là người khởi xướng vụ này. My tần ngần, tay cầm điện thoại nói chuyện, mắt nhìn mèo đen khoan thai đi lại ngó nghiêng các góc nhà. Thời gian như đếm từng giờ với My. Quần áo, đồ bơi, giày thể thao đã chuẩn bị. Đúng theo kế hoạch, đến giờ khóa cửa là ra sân bay. Văn căng thẳng khi thấy không ai nhận con mèo. Tổ trưởng dân phố, công an phường đều khẳng định, chúng tôi thuộc từng nhà khu này, nhà nào nuôi chó, mèo, chim, cá, gà tre, chúng tôi biết hết. Nhà bà Tuất cuối ngõ có đôi gà toàn 3 giờ sáng gáy bị dân chung quanh kiện rình bắt. Tôi phải hòa giải suốt, rồi ông Đoàn hay thả chó đái vào cửa nhà bà Khuyên, cũng tôi xử lý. Tôi khẳng định khu dân cư tôi quản lý không nhà nào nuôi con mèo đen này. Vậy thì nó đi từ đâu đến khi con hẻm này có hơn 100 hộ dân? Văn hỏi trong tuyệt vọng, mèo có thể đi rất xa, có khi nó là con mèo hoang, tôi lạ gì giống này. Tổ trưởng phẩy tay bỏ đi. Văn băng qua con đường lớn sang bên kia, cầm điện thoại có hình con mèo chụp chế độ chân dung, mặt xinh đẹp mượt mà, hai mắt xanh ngắt tròn vo, hỏi từng nhà, tất cả đều lắc. Gửi các trung tâm nuôi chó mèo tạm 10 ngày đi, về tính tiếp. Một cô bạn hiến kế, My tần ngần, nó sắp đẻ đến nơi, gửi chắc gì người ta nhận. Họ nhận hết. Cứ Tết là các gia đình gửi chó mèo để đi du lịch mà. Văn đi hết các nhà bên kia đường, lại gặp tổ trưởng, công an phường, các ông bà bán quán trẻ cóc. Ai ở đây nuôi chó, mèo, chim, gà, cá cảnh, chúng tôi biết hết. Có nhà nuôi cả đàn mèo, nhưng là mèo Tây, mèo Anh, để kinh doanh, chứ không nuôi con mèo ta này. Em có địa chỉ hai trung tâm nuôi chó mèo rồi, mình đến luôn đi anh. Văn gật,
hai người chở nhau phóng vù vù chạy đua cùng thời gian. Trung tâm thứ nhất có tên Những Thiên Thần Nhỏ, là khu nhà 2 tầng có nhiều phòng. Bên ngoài trời se lạnh trong lành, vừa bước qua cánh cửa gỗ sộc lên mùi chó mèo chua khai đặc quánh. Phòng nào cũng kín những chuồng nhốt chó mèo theo từng giống khác nhau. Duy nhất một con chó con mắt cười hóm hình, không da già, không da trẻ, thuộc giống Fuller, bé bằng chai nước nửa lít, đuôi vểnh lên hớn hở đón khách như trực lễ tân. Nó lon ton chạy trước dẫn đường, đến phòng đầu tiên cửa mở thì dừng lại. Bên trong, một cô gái mập mạp phúc hậu cũng cười tươi đi ra. Chào cô phụ trách trung tâm này đúng không? Vâng, mời anh chị vào đây ạ. Hai người ngồi xuống ghế trước chiếc bàn mây, có bình nước trà xanh và vài cái cốc. Cô chủ định rót nước thì van gạt đi. Cảm ơn cô, chúng tôi vừa uống rồi. Chúng tôi có một con mèo ta đang chừa. Mai chúng tôi đi Phú Quốc 10 ngày nên muốn gửi ở trung tâm của cô. Khi về chúng tôi sẽ đón nó. Còn Phút Lơ lễ tân cười cười nhìn Mi. Mi giơ tay, nó tiến đến liếm nhẹ, vẫy đuôi thay câu chào. Chung quanh họ tiếng chó mèo gian gian. Dù phòng khách được đốt tinh dầu chanh xả mù mịt, nhưng mùi chó vẫn quẩn quanh. Nếu anh chị không uống nước, mời anh chị đi thăm qua cơ sở của nhà em. Họ đứng lên, lễ tân Phút Lơ lon ton chạy trước. Những chiếc chuồng được xếp cách nhau khoảng 1 mét, có bát ăn, bát đựng nước buộc vào thành chuồng. Họ đi đến đâu, tiếng chó sủa rào rào vang lên, chúc mừng như gặp người quen. Cô chủ đập nhẹ vào các chuồng nói to, trật tự, nhà có khách nhé. Một số con cụp đuôi quay vào trong, nằm xuống, một số con vẫn cố chui ra. Bên phòng mèo, phần lớn là giống mèo Anh, Nga, những con mèo lông dày mượt, xinh đẹp, sạch sẽ, nhìn mọi người khá rừng rưng, không cuồng nhiệt như bên nhốt chó. Nhà em kín 2 tầng anh chị ạ, dịp Tết các gia đình về quê đi du lịch đăng ký gửi trước 2-3 tháng. Họ báo rõ chó hay mèo ăn loại đồ ăn gì, 1 tuần tắm hay spa mấy lần. Hôm nay 29 Tết anh chị mới đến, em không nhận được ạ. Nhất là mèo của anh chị lại sắp đẻ, nhân viên bên em cũng về quê bớt nên không có người chăm. Em mong anh chị thông cảm. Văn và My cùng dừng ở một chuồng mèo, con mèo màu trắng có đôi mắt xanh ngắt lần đầu tiên họ thấy. Nó đứng lên, ra cào cào chân trước vào thành chuồng, kêu nhỏ như tiếng trẻ con khóc. Nó nhìn My đăm đăm như xin cô cứu. Cô chủ liền nói, con này khôn như người chị ạ, chủ đi nước ngoài gửi em được 4 hôm mà nó tuyệt thực. Đồ ăn họ gửi đắt tiền lắm, toàn pate Pháp, hạt tổng hợp óc chó, hải nhân. Thế mà nó không ăn một miếng nào. Em đang gọi gia đình nhận lại, nhưng họ không thể, vì ngày Tết không ai nuôi hộ nhau mèo. Con này 70 triệu đấy chị. My thương quá, lại gần con mèo. Nó thò luôn một tay ra, nắm tay My. Cô chủ liền nói, em phiền chị mấy phút được không? Em nói đi. My bảo, chị thử cho nó ăn xem có được không? Nó mà không ăn thêm ngày nữa là phải truyền nước thì phức tạp lắm. My gật đầu, cô chủ vội chạy đi lấy hộp pate, xúc 2 thìa ra cái bát rất xinh đưa cho My. Cô mở cửa chuồng, con mèo lao thẳng vào My, nằm gọn trong lòng. My nhẹ nhàng, em xin ăn đi, đói quá rồi. Con mèo nhìn My đăm đăm rồi cúi xuống, một chân kéo bát pate vào, ăn nhẹ nhẹ. Cô chủ nhìn My mừng cuống. May quá, nó theo chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. My thở một hơi thật dài, vuốt ve con mèo bắt đầu ăn nhanh hơn. Thấy rõ sự đói khát, My đứng lên, lập tức con mèo dừng ăn, ra ôm lấy chân My níu giữ, miệng kêu như tiếng khóc. Mọi người nhìn nhau ái ngại, Văn nhìn đồng hồ, chiều 29 Tết, thời gian chạy nhanh gấp 10 ngày thường. Văn nói nhanh, về thôi em, muộn rồi. My ngập ngừng rồi cũng quay đi, con mèo lao theo My, cô chủ vội ôm lấy nó,
Nó cào cho một phát khiến cô xé lên. Động tác đầy kinh nghiệm, cô chủ ôm gọn con mèo dù nó vẫy vùng chống lại, mặt rất ác, không như lúc nó nhìn Mi. Tống con mèo vào chuồng nhốt lại, con mèo điên cuồng gào thét như muốn phá tung chuồng. Mi đi như chạy khỏi những thiên thần nhỏ. Ra đến đường, rút kinh nghiệm chuyện vừa rồi, Mi nói, mình gọi điện đến ngôi nhà hạnh phúc trước, họ mà từ chối thì không phải đến. Nhìn ánh mắt cầu cứu của bọn chó mèo vừa xong, em không chịu được anh ạ. Văn hiền lành, anh cũng xót chúng nó, ở đây họ chăm sóc chuyên nghiệp, sạch sẽ, đứa nào cũng đầy đủ, nhưng chúng nó không vui. Phải ở nhờ, sao vui được? Mi thở dài, thế mới biết con vật quá sâu sắc em ạ. Em thấy mấy chục con chó mèo, mỗi con pu lờ là vui tươi vì nó được ở nhà mình. Hai người đứng hít thở không khí trong lành sau khi thoát khỏi mùi chó mèo đậm đặc. Mi bấm điện thoại gọi ngôi nhà hạnh phúc. Chuông dài gần chục lần, không ai bắt máy. Văn ôm vai cô, vỗ nhẹ nhẹ. Mi quay đi, mắt ngân ngấn nước. Còn 16 tiếng là máy bay cất cánh. Mi bảo, anh và em nghĩ xem, trong số người quen, có ai nhận trông giúp con mèo này? Đi Phú Quốc về mình nhận lại. Giờ mình gọi điện cho bạn bè, người thân nhờ anh ạ. Văn ngập ngừng. Anh lo năm mới chả ai nhận nuôi mèo hộ đâu, lại sắp đẻ nữa. Còn nước còn tát, biết đâu có nhà yêu mèo sẽ giúp mình. Mi kiên trì gọi những người quen để nhờ, tất cả từ chối, nhiều người còn kêu lên, sao cho nó vào nhà. Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, mèo hoang chớ làm gì, thả nó đi, coi như không biết. Thả nó đi, coi như không biết. Nghe đơn giản, nhưng đã biết rồi, sao coi như không được. Mèo đen quẩn quanh theo chân Mi từ sáng đến tối. Mi đi có việc, nó nằm trong cái giỏ ngóng ra cửa, bụng to phập phồng, thở nặng nhọc. Mặt nó xinh đẹp, ngây thơ, như không liên quan đến cái bụng to cảnh. Hai vali để sẵn, nhà lau sạch để đón năm mới khi họ từ Phú Quốc về. Chuyến đi mong đợi đầu tiên sau mấy năm yêu nhau. Thời gian tính từng phút để ra sân bay. Mèo đen trong veo nhìn Mi, hai bên nhìn nhau. Giờ tao phải làm thế nào với mày? Wow! Mèo đen kêu nhẹ rồi dụi đầu vào đùi Mi. Văn từ ngoài đi vào, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Nhà anh ngày xưa nuôi nhiều mèo, mẹ anh rất thích mèo. Mẹ bảo mèo rất tình cảm lúc nó cần mình, nhưng khi nó có niềm vui khác, kiểu theo trai theo gái, nó quên mình luôn. Mèo bạc lắm, không như chó em ạ. Chó không bao giờ chê chủ nghèo, không bỏ chủ mà đi như mèo. Mi nhìn Văn, ý anh là con này rồi cũng bạc, nó đã bỏ nhà nó đi được, sao sẽ bỏ mình đúng không? Đúng thế, từ kinh nghiệm nhà anh, mẹ anh có lúc nuôi 16 con, do chúng nó đẻ ra, mẹ anh giữ hết. Nhưng rồi 1-2 năm sau, chả còn con nào. Bà lại tự an ủi, thôi nó có niềm vui, đi cũng được. Thỉnh thoảng bà vẫn bảo nghe tiếng con đen, con vàng, con tam thể kêu đâu đấy. Anh nói, mẹ lại tưởng tượng rồi, chúng nó kêu nhưng có con nào về với mẹ đâu. Xong mẹ vẫn hàng ngày trộn cơm với gan phổi say, chia các phần nhỏ để ở cái mâm ngoài sân, chỗ chúng nó hay ăn lúc chưa bỏ đi. Sầm sầm tối, toàn thấy chuột lén lút đến cướp. Mi thở dài đi ra sân, mèo đen lút cút đi theo, nằm gọn dưới chân như canh Mi. Nắng cuối đông vàng sụm bừng lên trong khu vườn nhỏ, tiếng các nhà gọi nhau rửa lá gói bánh chưng. Tiếng ông bố nhắc con mang xe máy ra rửa đón Tết. Có nhà đầu hẻm đã luộc bánh được vài tiếng, khói củi và mùi thơm lá bánh bay trong gió. Tiếng gà kêu quang quác, tiếng băm chặt xương. Có vẻ nhà nào cũng vội đón một vị khách đặc biệt quan trọng tên là Tết. Hay mình đi tàu? Mi vớt vát. Văn nhìn đồng hồ ngẫm nghĩ. Để anh xem có vé không? Nhưng đi tàu dịp này vào đến nơi cũng 2 ngày. Rồi Văn giật mình. Ý là em mang con mèo này theo? Mi nhìn Văn gật đầu, bế con mèo lên lòng che chở.
Văn nhìn ra ngoài rồi quay lại, mắt mở to. Chỗ My ngồi, nắng bừng lên, tóc cô dài chảy óng ánh vàng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to, khóe miệng lúc nào cũng như hơi cười, khiến người đối diện luôn thấy yên tâm. Mèo đen nằm gọn trong lòng, tất cả như một bức tranh không thể hoàn hảo hơn. Văn vội ngồi xuống chụp lia lịa, mắt sáng lên. Đẹp quá, đúng lúc nắng chiếu, em đẹp kinh khủng. Mèo đen cũng đẹp. Đúng rồi, mặt nó xinh quá, mắt lại một bên xanh, một bên ghi. Hai người chợt quên chuyến đi chơi chuẩn bị kỹ lưỡng cả năm. Quên còn hơn một ngày sang năm mới với đầy dự định của một gia đình nhỏ bắt đầu bước vào một đời sống khác. Phút giây này thật bình yên, Văn My và con mèo đều cảm thấy thế dưới nắng lạnh ngày đông và những bức ảnh đẹp chưa từng có trong đời. Mèo đen được ôm ấp, mềm oặt thả lỏng trong lòng My rồi ngủ ngon lành. Văn nhìn My, My nhìn mèo đen ngủ một cách tin cậy, họ cùng nhìn đồng hồ. Thôi, hủy đi em nhé, mình ở nhà 10 ngày bên nhau cũng hay mà, Phú Quốc đi lúc nào chả được. My như chỉ đợi Văn nói câu đó, thả con mèo xuống nhảy bổ ôm lấy Văn. Em cảm ơn anh, em cũng muốn ở nhà. Chiều 30, mèo đen đẻ 6 con, trắng vàng, lung tung. Khi nó bắt đầu đẻ, My cho nó nằm trong thùng cát tông. Xót ruột, luống cuống không biết giúp nó bằng cách nào, My lấy cái chổi cho nó cắn. Nó nhá cán chổi điên cuồng và đẻ dần từng đứa. Văn lôi quần áo ra xếp lại vào tủ, chạy đi chợ chuẩn bị Tết. Nghĩ sẽ đi vắng 10 ngày, một bông hoa, bánh chưng hay bất cứ thứ gì cũng không. Giờ mua từ đầu, My thì loay hoay với mèo đen và lũ con của nó. Thấy Văn đi đi về về mua sắm, hàng xóm trong ngõ hỏi, cô chú chưa đi Phú Quốc à? Văn nói, bọn cháu ở nhà vì không gửi được con mèo. Ai cũng ngạc nhiên, nói mèo lạ, cứ thả lại ra đường, nó tự đi về nhà nó, sao mình phải nuôi? Người lại nói, cô chú đang làm phúc. Mèo nó cũng là người nào đấy, kiếp trước quen biết cô chú, kiếp này mò đến, không tự nhiên đâu. Biết My và Văn không chuẩn bị Tết, hàng xóm người biếu cặp bánh chưng vừa vớt, người gọi cô My ơi, ngoài phố cành mận cành mơ nhiều lắm, ra mua đi cho người bán còn về quê. Sau vài giờ, nhà My đã đầy ắp không khí Tết. Giao thừa, Văn ôm My nói nhỏ, em vặn bé tiếng tivi, tiếng pháo hoa làm bọn nhóc giật mình đấy. Hai người ngồi bên nhau, chai vang hồng bật sẵn góc phòng, mèo đen yên ấm bên lũ con, hai vàng ba tam thể một trắng, tuyệt nhiên chả có con nào đen kít như mẹ. Nó thò cái mặt xinh đẹp như chưa hề có chuyện từ đâu đến đây, cũng chẳng có vẻ đã làm một bà mẹ 6 con, nhìn My đăm đăm. My rụi đầu vào cổ Văn mềm như một con mèo. Em yêu cảm giác này, không gian này quá. Họ cùng xem pháo hoa bắn đủ sắc màu trong im lặng, có bông nở tung và rụng xuống như những bông muồng vàng giống cái cây ngoài sân. Hai người cứ ngồi mãi, chai rượu hết, lũ mèo ngủ yên trong cái hộp giấy to. Ngoài sân, gió lùa những tán cây rung nhẹ trong làn mưa bụi và khói hương trầm hàng xóm cúng thần linh dọc con ngõ. My thì thầm, em thích nhà mình luôn đông thế này. Văn cười, chắc chắn rồi, anh hứa. My đứng lên, đến bên mấy mẹ con mèo đen vuốt nhẹ lên đầu con mẹ đang ôm trọn lũ con ngủ ngon lành, thì thầm. Năm mới đến rồi, các nhóc ăn no chóng lớn, đuổi hết chuột khu này cho mẹ nhé. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.